Thưa quý vị, hiện nay tình trạng trẻ hóa tội phạm đang có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa phương, đồng thời đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác quản lý, giáo dục đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay, ghi nhận tại địa bàn thành phố Long Khánh. Đây là một đối tượng sau khi đi hát karaoke lời qua tiếng lại với bạn hát, thì gọi đồng bọn đến dùng dao tự chế để thanh toán nhau. Nhưng rất may là sự việc đã được người dân can ngăn nên chưa dẫn đến những gì đáng tiếc. Tuy nhiên nhóm thanh niên này đã làm náo loạn, sự sợ hãi kinh hoàng cho người dân nơi đây. Ngay sau đó nhóm này đã bỏ trốn, đến nay mới bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Long Khánh bắt giữ. Thì trong lúc hát karaoke thì em của em có xảy ra cãi vã với anh Rin, thì lúc đó em có kêu đi ra ngoài, thì lúc em ra đứng ra ngoài thì có đám em của em chạy xuống. Thì có bao nhiêu người, có tổng cộng là tầm có 4 đến 5 người. Chạy xuống đâu? Dạ, chạy xuống karaoke Trung Phúc thì có mang theo dao tự chế. Em chỉ cho em cãi vã. Thì có chạy vô có mấy anh em can ngăn. Thì nói chung là trong sự việc thì không có xảy ra sự cố nhưng mà gây ảnh hưởng đến người dân. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn đối tượng, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản. Với mục đích là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, hình thành điểm nóng an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự. Thì với kết quả đó thì từ 6 tháng đầu năm 2024, đội cảnh sát hình sự đã tham mưu đấu tranh phòng chống loại tội phạm, góp phần làm kéo giảm tội phạm hình sự. Theo đội cảnh sát hình sự công an thành phố Long Khánh, trong 6 tháng đầu năm 2024 xảy ra 45 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ so với cùng kỳ 2023, thiệt hại khoảng 2,2 tỷ đồng, bị thương 6 người, đã điều tra làm rõ 39 trên 45 vụ, khởi tố bắt 45 bị can. Trong đó cờ bạc mại dâm phát hiện 10 vụ với 56 đối tượng, khởi tố 5 vụ, 34 bị can đánh bạc, xử lý vi phạm hành chính 4 vụ, 18 đối tượng đánh bạc. Riêng tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 21 trên 45 vụ, chiếm tỷ lệ trên 46%. Đã tuyên truyền, làm công tốt, làm công tác tuyên truyền về vấn đề mà phòng chống tội phạm. Thì riêng cái đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, đồng thời cũng tuyên truyền về phòng chống cháy nổ. Thì người dân cũng rất là ý thức về vấn đề này. Thì nếu mà nhìn chung thì về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội rất là ổn. Tôi nhận thấy như thế. Thì trong thời gian tới thì sẽ tăng cường cho lực lượng công an các xã phường đủ về là số lượng và để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về lĩnh vực quản lý hành chính cũng như an ninh chính trị trên địa bàn thì là cũng đã chỉ đạo tất cả các đơn vị chức năng tăng cường. Thứ nhất, làm gì làm, muốn đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải là tăng cường công tác nắm hình, kịp thời tham mưu cho thành ủy, ủy ban và ban giám đốc công an tỉnh giải quyết mọi vấn đề là trên địa bàn. Tuy nhiên theo công an thành phố Long Khánh thì hiện nay đáng ngại nhất vẫn là tình hình tội phạm trẻ vị thành niên. Thường các đối tượng này kết bạn quen nhau trên mạng xã hội, tụ tập rủ nhau ăn chơi, gây rối, rất khó kiểm soát hành vi bốc đồng. Chính vì thế lực lượng công an mong muốn các bậc phụ huynh, gia đình cần quan tâm sâu sát con em mình, nhất là đồng hành chia sẻ để kịp thời uốn nắn giáo dục trẻ vị thành niên không vi phạm pháp luật dẫn đến các sự việc hậu quả đáng tiếc.